Vậy rồi, em chào mừng bà con cô bác đến với kênh YouTube Trái Cây Trần với mô tả báo giá 4 cái đồng hồ trên bàn của chúng ta ngày hôm nay nha. Lời nói đầu tiên kính chúc gia đình bà con cô bác nhiều sức khỏe nha, an lành, bình an, kiếm tiền ào ào vô cho em ha, để mua hàng ủng hộ kênh ha. Đây, cái đồng hồ của chúng ta đến từ nhà thương hiệu Johnny Blue ha bà con ha. Pin máy nam nha bà con ha, xây em nói là tầm cả 40 bốn mấy ha. Đây, đo cho bà con xem nha, 40 44 á bà con ơi. Nè ha. Tầm phân cỡ là 44 tính luôn núm nha bà con ha. Rồi tuyệt vời, xuất sắc luôn. Cái nút này là cái nút giả thôi ha, nút giả lập thôi, còn cái nút xoay này nút xoay thiệt nha. Nè. Xoay cho bà con cô bác xem ha, nhớ xoay về bên trái nha, xoay về bên này ha. Rồi, đây, đồng hồ chúng ta bung rồi nha bà con ha, bung cơ máy rồi nha. Độ mới em nói 95% ha. Độ mới em nói 95% đây, bung máy cho bà con cô bác xem nha. Mình mô tả chi tiết luôn nha ha. Bung máy cho bà con cô bác xem ha. Đây. Giùm cho bà con cô bác xem máy Mizuta nha bà con ha. Máy một Mizuta là một trong những thương hiệu đình đám của Nhật Bản nha. Đây để em chỉ cho bà con cô bác xem máy Mizuta nha. Đây, cái chữ Mizuta là bà con cô bác thấy không? Nè, ở đây nè, ở cái phía này nè. Đây, giùm nè. Ha. Xét cho bà con cô bác xem nè. Ha. Đó, Mizuta co.gi băng á bà con cô bác thấy không? Đây nè, ha, lắc qua lắc lại cho bà con cô bác xem nè. Đó. Đó, đây nè, ha. Đó, nằm chữ Mizuta đó đó ha, coi bánh răng của em nó chạy nè, bánh vàng luôn nè nha. Ok ha bà con ha. Quá xuất sắc luôn cái đồng hồ này. Mình được cái chất của nó, có rất là nhiều anh chị bình luận ủa sao máy nhỏ xíu à? Không, cái máy của nó cơ bản là nhỏ xíu vậy ha. Tại anh chị nhiều khi thấy cái ấp chụp người ta ở chụp vậy nè ha, người ta chụp về mình đâu có thấy được cái máy, nhưng mà thấy cái máy nó bự hơn ha. Cơ bản máy có chút xíu à, máy chiếm hơn qua 1/3 cái tổng cái diện tích của máy thôi ha. Rồi em chỉ bán cái mặt đồng hồ này thôi nha, để về bà con cô bác thay dây da hay là dây inox, hay là bà nói chung là em cũng có bán dây luôn ha. Bà con cần thì nói chung là đổi thêm tiền chút xíu thôi. Ví dụ như bà con mua cái đồng hồ này, em báo giá đồng hồ này 420.000, thì mua thêm cộng dây em sẽ kiếm cái dây cho bà con thì cộng thêm 100.000 rẻ ghê. Dây là dây của Nhật Bản về nha, không có thể dây ngoài chợ mình nha. Dây ngoài chợ thì mình tự mình thay thì nó rẻ thôi, 10.000 thôi, 15.000 hả bà con ơi. Ha, ở quê hương em là Đồng Tháp thì thay 15.000 đó, không biết quê hương bà con làm sao ha. Là giá thợ đó bà con ơi. Còn giá bà con ra thay trực tiếp chắc có thể 50 tới 100 ngàn á. Còn em sẽ kiếm cái cọng dây nào tuyệt vời cho bà con ha. Rồi máy Mizuta nói lại nha. Nhật Bản thì có ba cái nhà sản xuất máy lớn là Seiko nè, Seiko đứng nhất nè, Citizen nè, rồi tới Mizuta nè ha. Sau đó là Casio nè, đủ thứ chứ. Đa phần Mizuta là sản xuất cho máy bên thứ ba nha bà con ha. Bên thứ ba ví dụ hãng Gucci, ESL cũng là nhờ Mizuta sản xuất đó nha, cũng có Citizen luôn nha. Con cũng định nghĩa là những vấn đề đó ha. Nhiều khi mấy anh chị nào biết thì bỏ qua giúp em, còn không biết thì cứ xem cho tham khảo thêm cho biết thêm ha. Đây, cái này là cọc số của em, nó là dạ quang, khi mà mình tắt đèn tối thui với bà con ha. Nè, tắt đèn tối thui thì nó sẽ dạ quang đây nha. Rồi 420.000 cái máy này ha. Cái mặt đồng hồ này tuyệt vời lắm nha bà con ha. Ừ, nắp đít của em nó là sáng giới luôn nha ha. Vệ sinh rồi ha, sáng giới luôn ha. Tuyệt vời nha. Rồi tiếp tục báo giá tiếp tục cái đồng hồ này nha, đồng hồ Royal Excel ha. Royal Excel có đính một viên, có rớt cái này ở đây ha. Giờ vô mà nói nhược điểm trước luôn nè ha. Được cái mặt số em nói là răng cưa 4 cây dưới này, 3 cây dưới này, răng cưa cho 3 cây trên này. Điểm giá cạnh nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 ha. Bò đùm già xì nha. Ha. Máy này máy nam bà con ơi, nam nữ nói chung nam. Nhìn thấy thì nói chung là cũng nam đó. À, xây của em nó là tầm hơn cả 33-34 nha, 34 ha. Xây ngang ha, rồi xây lên em nó đo cho bà con có bác xem tự đọc nha. Em đọc luôn cho 36 ha bà con ha. Rồi cái núm bên này ha. Máy này bung ra xem máy rồi nha bà con ha. Cũng máy ok luôn ha. Nắp đít của em nó đây ha. Nắp đít Rojan Excel. Mã số lô của em nó là NO952 ha. Nắp đít của em nó. Rồi máy này báo giá luôn cho bà con cô bác rất là rẻ, bán mặt đồng hồ thôi nha ha. Cần thì em thay thêm cộng thêm 100.000 nữa, 490.000 bao ship toàn quốc. Bà con mua thì lít vô gian hàng em ha, không có để trên gian hàng kênh Shopee Trái Cây Trần, mấy cái này rẻ. Còn mấy cái nào đắt tiền thì nói chung phải alo solo coco cùng với em ha. Còn cái này mấy cái này rẻ tiền ha.
À, nè, coi máy, bung máy coi bà con có bác xem luôn là bánh răng chạy ok không? Ok ha. Máy này máy của Nhật luôn nha. Dây băng nè bà con thấy không? Thấy chữ dây băng như này không ha? Rồi mã số của em nói là B021A nè ha. Nói chung là lâu bung máy vệ sinh cho bà con sẵn lên là mình bán mấy cái này luôn ha. Có sao thì mình bán vậy nha bà con ha. Gojen Excel ha, bộ máy quát đàng hoàng ok con gà đen luôn. Được cái mặt số của em nó khi mà bà con mua thì em có thể là em lắp cái này vô. Ha, em dán cái này vô cho làm biến, nói chung là cũng làm biến đem ra thợ thầy là nó ăn tiền cũng mắc tiền ha, mình cứ để về mình bán ha. Máy chủ yếu là cái máy này nó chạy ổn định không ha, chống nước thì tương đối ok thôi ha. Rồi 490.000 bao ship toàn quốc. Rồi tiếp tục báo giá tiếp tục cái đồng hồ này nha. Citizen ha. Citizen này rất là đẹp nha bà con ha. Citizen Watch máy chạy á, là nói chung em nhớ là máy chạy như thế này ha. Máy trên này thì không nhớ, máy trên đó thì hình như là không chạy. Hình như thôi nha. 30 hết pin rồi bà con ơi. Lúc đầu tiên mà hàng lô hàng về thì có thay của nó rồi, có thay pin cho nó bên Nhật. Chạy thời gian cũng hết pin ha. Rồi xây của em nó nè. Rồi xây của em nó là tầm cỡ 30-31-32 ha, 30-32 ha. Rồi xây lên luôn nè. Giác 8 cạnh luôn nha bà con ha, xây lên luôn nè. 36 ha. Giác 8 cạnh nha ha. Được cái chất liệu của em nó bà con đố bà con cái chất liệu em nó là như thế nào ha. Vậy trả lời trước đi ha, để là bình luận chất liệu của em nó là như thế nào nha. Ừ. Đó, hai nút nha. Chất liệu nó bà con nhìn thấy không? Mạ vàng nha, mạ vàng nó mới lóng lánh vậy nè, bà con quá thấy không? Đó. Thứ hai nữa là giùm cho bà con quát xem nè. Citizen Water Resist ha. 8930 08287K 110 nè. GN7S nha bà con thấy không? GN7S ha, mạ vàng nha. Ha, dây băng là lắc qua lắc lại nè bà con thấy không? Lắc qua lắc lại ống áo mánh này nha ha. Giá 1.550.000 bao ship toàn quốc. Nói chung cái gì cũng bao ship toàn quốc, nói gì cho dễ. Rồi bây giờ mình có số lô em nói dưới nè, có cái máy số lô dây băng này ha. À, 8930 ở phía sau có 8930 đúng không nha? Ha. 8930 nè ha. 8930 đúng luôn ha, đúng theo nắp đứt em nó luôn nha. Giác 8 cạnh nha bà con, đồng hồ này rất là đẹp. Rất là nhiều anh sưu tầm những cái đồng hồ như vậy ha. Thì nói chung giá cực kỳ mềm, 1.550.000. Được thì em thay cộng thêm 100.000 em thay cho ha. Rồi nói chung là mua có mua là có bớt xỉu luôn ha bà con ha. Có mua có bớt xỉu ha. Rồi tiếp tục cái đồng hồ báo giá, tiếp tục cái đồng hồ nha. Đồng hồ thương hiệu đến từ nhà Dat ha, Dat Neo Tep ha. Rồi đồng hồ của chúng ta chạy cực kỳ ổn định. Đó, bà con thấy chữ Solar Power ha. Solar Power là đồng hồ của chúng ta đến từ nhà thương hiệu pin năng lượng mặt trời ha. Pin năng lượng mặt trời nha bà con ha. Nó mới có chữ Solar ha. Solar là năng lượng mặt trời ha. Pin Solar thì tầm cả 10 năm tới 20 năm mới thay pin một lần nha bà con ha. 10 năm tới 20 năm ha. Hiện tại bây giờ cái đồng hồ này là pin từ Nhật Bản về nó đã chạy rồi nha. Em không có lắp pin ở đây nha. Rồi, xây rộng của em nó là tầm cỡ là 46 nha bà con ha. 45-46 ha. Rồi mặt lên em nó thì thôi chà bá lửa luôn. Mặt lên em nó 55 luôn, 54-55 luôn nha. Đó, máy chạy nào bà con thấy không? Quá đẹp cho một cuộc tình luôn ha. Màu trắng sữa nha. Dây thì mình cắt rồi, mình cứ để dây này. Dây này thay vẫn được nha ha. Không thay được nó thôi bán đồng hồ chi nữa. À, 13 Solar Power ha. AD0710 Son ha. Dead Net ha. Ít đi ra băng bà con về tự thay cái này cũng được và em thay cũng được ha, em ra cho thợ thầy thay ha, cái đó thì dễ ha. Rồi báo giá cái này luôn 970.000 bao ship toàn quốc, công nghệ năng lượng mặt trời nha, pin này rất là mắc tiền, đúng pin của nó luôn, rất là mắc tiền ha, cực kỳ ok con gà đen luôn ha, pin này cực kỳ đắt tiền, cực kỳ ok con gà đen luôn, là nói như đó là bà con hiểu hả. À, xem lại lần nữa nha, 970.000 bao ship toàn quốc ha. Rồi bây giờ bà con mua nói chung là mua thì em bớt là kêu là bớt thối tiền ha, bớt rất là nhiều ha, nói chung là bớt hết hồn á, con chồn đi qua đó ha bà con ơi, bớt là hết hồn con chồn đi qua nếu mua hai ba cái cho lên ha. Rồi bớt hết hồn con chồn đi qua nha. Rồi à, đẹp ha, quá đẹp cho một cuộc tình. Rồi bà con mua hàng thì liên hệ số Zalo của em hoặc có thể lên kênh Shopee chắc chắn lít cái kịch chưa mua luôn ha. Rồi nói chung nó lại là mua từ 2-3 cái cho lên thì bớt hết hồn con trồn đi ngang ha. Bye bye, see you again. Hẹn gặp lại bà con video lần sau nha.